siêu thị Tại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà. Máy đẩy ngực trên Elite IL28, một sản phẩm đột phá đa năng từ nhà máy Elite Việt Nam. Máy đẩy ngực Elite, dòng sản phẩm gym đang được thịnh hành trên toàn cầu. Sản phẩm được phân phối độc quyền tại siêu thị tại gia.vn. Được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn châu Âu, sang trọng và chất lượng. Làm bằng thép phủ xương tĩnh điện chống rỉ cao cấp, bền chắc trong thời gian. Trọng lượng máy 69kg, thanh đạp hỗ trợ, ghế ngồi điều chỉnh theo cấp độ. Bộ phận ghế ngồi được một đệm da cao cấp, thiết kế tích hợp mạnh mẽ nhưng sử dụng đơn giản. Máy được ứng dụng công nghệ phun sương tĩnh điện độ bền trên 20 năm. Máy hỗ trợ luyện tập nhóm cơ ngực trên, giúp bạn đạt được kết quả nhanh chóng. Giá sản phẩm vô cùng hấp dẫn, giảm 27%, chỉ còn 6.900.000 đồng, chỉ có tại siêu thị tại gia.vn. Nhanh tay lên nào. Đặc biệt, khi mua sản phẩm, quý khách sẽ được bảo hành 1 năm và bảo trì trọn đời cho sản phẩm mang thương hiệu Elite Việt Nam. Nhanh tay liên hệ tổng đài 1800 1552, nhận quà liền tay. Trải nghiệm mua sắm và thanh toán nhanh nhất tại siêu thị tại gia.vn. Thanh toán COD, thanh toán ATM hoặc chuyển khoản. Cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ nội thành và miễn phí lắp đặt tại nhà trên mạng lưới toàn quốc. Hoàn thiện 100% trong vòng 3 ngày nếu không hài lòng về sản phẩm. Đổi trả trong vòng 15 ngày nếu bị lỗi từ nhà sản xuất. Siêu thị tại gia.vn tự hào là nhà cung cấp uy tín hiện nay với nhiều giải thưởng xuất sắc và chế độ hậu mãi chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo. Chi tiết liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1552.